Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tiếp tục với đề tài hoán cải từ những tổn thương của ngày hôm qua. Hôm nay con muốn mời mọi người cùng với con suy niệm và cầu nguyện về đề tài hoán cải từ những mặc cảm. Ngành tâm lý học chỉ ra cho chúng ta thấy rằng có rất nhiều những tổn thương từ trong quá khứ của chúng ta có khả năng lèo lái cái cuộc sống hiện tại của chúng ta. Những tổn thương có thể chi phối chúng ta, chi phối nhận thức, chi phối cái phản ứng của chúng ta trước một cái vấn đề, lèo lái cái lối cảm nhận và cái suy tưởng của chúng ta, thậm chí là ảnh hưởng tới cái tính tình, tới cái nhân cách của chúng ta. Có những cái tổn thương chỉ dừng lại ở mức độ cá nhân thôi, nghĩa là những cái trải nghiệm tiêu cực ảnh hưởng trên từng người một, người này khác với người kia. Nhưng mà cũng có những cái tổn thương có cái mức độ ảnh hưởng tập thể thành cái tâm thức hay là thành cái nét văn hóa được thể hiện qua cái lối sống, cái lối hành xử, cái cung cách sống của cả một cái dân tộc. Mặc cảm là một dạng tổn thương trong tâm lý và trong đời sống nội tâm của con người, khiến cho người ta không có được cái nhìn quân bình về chính mình. Có hai loại mặc cảm mà con nghĩ là người Việt chúng ta đều có thể gặp phải nơi mình và có thể là phải thường xuyên chiến đấu với chính mình. Đó là mặc cảm tự ti và mặc cảm tự tôn. Đây là hai điểm chính mà ngày hôm nay con muốn mời mọi người dừng lại để suy niệm, để cầu nguyện, để xin ơn Chúa chữa lành, xin cho mình được ơn hoán cải. Điểm thứ nhất là mặc cảm tự ti. Mặc cảm tự ti là cái loại cảm xúc của một người thường xuyên đánh giá thấp chính mình, thậm chí là xem thường mình. Người mang mặc cảm tự ti thường cảm thấy mình kém cỏi, hay so sánh mình với người khác theo cái hướng bi quan và tiêu cực, hay tự quở trách mình và chẳng bao giờ thấy hài lòng với cái bản thân của mình. Người tự ti thường cảm thấy mình không có được thương, thậm chí là không có xứng đáng được thương, không dám tin vào những cái tình thương mà người khác đặt vào đời của mình. Người Việt chúng ta thường tự ti về cái điều gì? Có lẽ là về nhiều điều lắm. Chẳng hạn chúng ta có thể tự ti về ngoại hình của mình, tự ti về cái trình độ và kiến thức của mình, tự ti về cái hoàn cảnh, nguồn gốc xuất thân của mình. Thậm chí có những người còn tự ti về gia đình, về bố mẹ của mình. Tâm lý tự ti khiến chúng ta bận tâm rất là nhiều về hình ảnh của mình ở trong mắt người khác. Người Việt mình thường rụt rè, thường nhút nhát, hay lo lắng và muộn phiền về chính mình và ít dám đặt niềm tin vào cái khả năng của mình là do vậy. Nhiều người Việt thường rất là sợ khi phải phát biểu trước đám đông hay là nói trước mặt những người khác. Cái mặc cảm tự ti khiến cho chúng ta luôn cảm thấy cái cảm giác bất an, thiếu an toàn trước một cái đám đông người ta đang nhìn vào mình. Chúng ta sợ bị người khác nhìn thấy những cái điểm dở, những cái điểm yếu, những cái thiếu hụt của mình. Cái mặc cảm tự ti đôi khi cũng làm cho người Việt chúng ta rất là nhạy cảm khi bị góp ý. Chúng ta thường ít có cái khả năng lắng nghe những cái lời góp ý, cho dù đó là những lời góp ý với đầy tình thương, có tính xây dựng. Những cái lời đóng góp thường dễ bị chúng ta hiểu như là những cái lời chỉ trích hay là chê bai làm hạ mất cái phẩm giá, cái giá trị của mình. Vì thế mà cái tính tự ti đôi khi cũng làm cho chúng ta thành những người rất là khó nhận lỗi về phía mình. Có lẽ chúng ta nghĩ rằng những cái lỗi lầm sẽ phá hủy cái hình ảnh của chính mình, sẽ khiến mình trở nên thua kém và bị người khác chê cười. Ở cái hướng ngược lại á, có khi cũng chính vì cái mặc cảm tự ti mà chúng ta thường rất là nhanh trong cái việc soi lỗi của người khác. Đây là cái cơ chế tâm lý rất là dễ thấy, nơi cái kẻ thấy mình yếu thế. Chỉ ra lỗi của người khác hình như làm cho người ta có cái cảm giác là thấy mình bớt dở hơn. Chỉ ra cái lỗi của người khác để thấy mình ít lỗi hơn, thấy mình hay hơn. Cái cảm giác đạp người khác xuống có khi khiến cho người ta thấy mình cao hơn. Có lẽ đây cũng là lý do mà người Việt của mình hay nói xấu nhau, hay dựng chuyện để bêu rếu và để dìm hàng nhau nữa. Tâm lý tự ti có khi còn được thể hiện bởi cái tính cầu toàn.
Cái sự tự ti khiến cho người ta rất là khó chịu và bất an trước những cái bất toàn và những cái gian dở của cuộc sống hay là của những việc mình làm. Đôi khi chính vì cái sự mặc cảm tự ti lại đẻ ra cái tính cạnh tranh rất cao. Cạnh tranh giống như là một cái cơ chế bù trừ để bù đắp cho cái cảm giác thiếu hụt và luôn cảm thấy thua kém, thấy thua thiệt của mình. Vì tự ti mà đôi khi chúng ta rất thích được người khác chú ý, thích được làm trung tâm của mọi sự. Bởi vì hình như có như vậy thì chúng ta mới thấy mình có giá trị. Trong đời sống đức tin của chúng ta, mặc cảm tự ti có thể là một chướng ngại rất lớn cho hành trình trưởng thành của chúng ta. Người mang mặc cảm tự ti cũng sẽ rất khó hòa mình và sống thật sự bình an trong nhịp sống của giáo hội. Mang trong lòng mình cái mặc cảm tự ti, có khi chúng ta sẽ rất dễ có cái phản ứng gây hấn với những người khác. Chẳng hạn như một người mà có cái thói quen hay phê bình, hay thích chê bai những người khác trong nhóm của mình, trong cộng đoàn của mình hay là trong giáo xứ của mình, thì không phải là vì người đó giỏi hay là có khả năng hơn những người khác đâu. Có khi chỉ đơn giản vì người đó đang mang những cái bất ổn về chính mình, tự ti với cái khả năng của mình. Một người dễ bị tự ái khi bị người khác góp ý, có thể là vì cái tôi của người đó quá lớn, nhưng mà cũng có thể vì thật ra đó là một người rất là tự ti, thiếu cái cảm giác an toàn về chính mình, cho nên cũng thiếu cái khả năng đón nhận những cái ý kiến đóng góp của những người anh em ở trong giáo hội của mình. Khi mà người ta không có đón nhận được mình như mình là, nhưng lại có cái nhìn bi quan và tiêu cực và mặc cảm về mình, thì người ta cũng sẽ rất khó để trở thành một cái nhân tố tích cực để xây dựng giữa lòng giáo hội của mình. Có khi vì mặc cảm tự ti mà chúng ta sống cuộc đời của mình theo cách của những người đem chôn vùi những cái nén bạc mà Thiên Chúa đã đặt vào cuộc đời của mình, thay vì mình đem sinh lợi bằng cái việc hồn nhiên và cái việc đơn sơ phục vụ. Đây là cái điểm thứ nhất về loại mặc cảm mà con nghĩ rằng người Việt của chúng ta phải thường xuyên chiến đấu. Một cái loại tổn thương trong cái nhìn về chính mình. Kiểu tổn thương thứ hai mà con muốn nói đến đó là mặc cảm tự tôn. Có thể chúng ta sẽ ngạc nhiên, nhưng tự tôn thật ra là loại mặc cảm đi liền với cái sự tự ti. Tự tôn cũng là một cái sự biểu hiện rất là rõ ràng của việc tổn thương và mất quân bình trong cái sự nhìn nhận về chính mình. Bởi vì tự tôn là gì? Tự tôn là tự thổi phồng mình lên, là nghĩ quá, là nói quá về mình. Ngôn ngữ bình dân bây giờ người ta hay gọi đây là bệnh nổ, bệnh ảo tưởng sức mạnh, bệnh chém gió, bệnh cưa bom, bệnh thích khoe mẽ, vân vân, rất là nhiều cái tên như vậy. Và muốn hay không muốn thì có lẽ chúng ta phải thừa nhận rằng tất cả những cái chứng bệnh này chúng ta hay gặp nơi người Việt của mình lắm. Chúng ta hay khoe. Thật ra chẳng phải là vì chúng ta tự tin vào mình đâu. Có khi ngược lại mới đúng. Đó là cái cách để chúng ta che giấu những cái khuyết điểm của mình, để tự trấn an mình, để tự tạo cho mình một cái sự an tâm giả tạo nào đó. Tâm lý tự ti đẻ ra cái sự tự tôn. Và đó cũng là một cái dạng tổn thương rất là sâu trong tính cách của chúng ta. Trong đời sống thường ngày của chúng ta, nhiều khi chúng ta mệt mỏi với cái chứng bệnh khoe mẽ, với cái mặc cảm tự tôn của người Việt. Mình thích khoe lắm, đem tất cả những gì mình có ra để khoe. Khoe chồng, khoe con, khoe vợ, khoe điểm số, khoe thứ hạng, khoe thành tựu. Rồi sau đó là khoe bà con họ hàng, khoe công ăn việc làm, khoe lương bổng, khoe những cái món hàng hiệu, khoe cái quá khứ của mình, khoe đủ thứ. Thứ gì mà khoe được thì đem ra khoe thôi. Đây là nhìn từ góc độ cá nhân thôi. Còn nếu nhìn từ góc độ xã hội, chúng ta cũng sẽ thấy xã hội Việt Nam của chúng ta là một xã hội rất là tự thổi phồng mình lên để che lấp cái mặc cảm tự ti và cái tâm lý yếu thế của mình. Và cái cách phồng mình lên dễ nhất trong xã hội mà chúng ta thấy đó là cái việc hô khẩu hiệu. Hô khẩu hiệu ở khắp nơi, trên tất cả các phương tiện truyền thông, trên báo chí, trên các loa phóng thanh, trên tivi, trên mạng xã hội. Và khẩu hiệu nào nghe cũng đao to búa lớn hết.
Nào là chúng ta tự hào mình là một dân tộc anh hùng có 4.000 năm lịch sử vẻ vang. Nào là chúng ta tự hào vì đất nước mình rừng vàng biển bạc. Rồi chúng ta tự hào về những cuộc chiến đấu chống ngoại xâm. Và những câu khẩu hiệu càng ngày càng vang lên bên tai của chúng ta. Tự hào quá Việt Nam ơi, ngạo nghễ quá Việt Nam ơi, Việt Nam vô địch, Việt Nam vô đối, Việt Nam muôn năm. Suy nghĩ một cách trưởng thành và nghiêm túc, chúng ta mới thấy thật ra tất cả đều chỉ là những cái phản ứng tự thổi phồng mình lên. Và càng phồng mình lên với những cái khẩu hiệu như vậy, thì cái chứng tự tôn của chúng ta có nguy cơ tiến rất là gần với cái sự hoang tưởng lệch lạc. Đủ trung thực để nhìn lại, có lẽ chúng ta sẽ phải nhận ra rằng cái mặc cảm tự tôn của xã hội Việt Nam cũng đã thấm sâu vào trong đời sống đạo của chúng ta. Có nhiều người Công giáo, đặc biệt là những người theo đạo gốc, theo đạo lâu năm, thường rất thích nói về mình, nói về dòng dõi đạo đức của mình, thích kể về công trạng của mình, thích khoe về những cái đóng góp của mình. Nhiều người thì rất là thích tự hào, khoe ra là mình quen với cha này cha kia, mình thân với cha này cha kia. Nhiều người thì tự hào về cái dòng họ của mình đã đóng góp được cho giáo xứ điều này điều kia. Nhiều người cứ phải để cho cái tay trái biết việc tay phải đã làm thì mới cảm thấy đời sống đạo của mình có giá trị. Hẳn là chúng ta còn nhớ về cái hình ảnh của người Pha-ri-siêu lên đền thờ cầu nguyện trong dụ ngôn của Chúa Giê-xu. Anh ta đứng thẳng trước mặt Chúa để kể ra đủ thứ công đức và công trạng của mình. Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa vì con không như bao kẻ khác, tham lam, bất chính, ngoại tình hoặc như cái tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi tuần 2 lần, con dâng cho Chúa 1/10 thu nhập của con. Chúng ta thấy anh Pha-ri-siêu này là biểu tượng rất rõ của những người mang cái mặc cảm tự tôn. Anh ta thích nâng mình lên, và để nâng mình lên, anh ta phải đạp người khác xuống. Cái người tự tôn là người dùng Thiên Chúa để tô son điểm phấn cho cái đời sống đạo của mình, là cái người dùng giáo hội để tô điểm thêm cho cái tôi của mình, để hão huyền về chính mình, để kể lể những cái công đức của mình. Anh ta phải kể ra tất cả những cái công trạng của mình, như thể sợ là mình không kể ra thì Chúa sẽ không biết, hoặc là những người bên cạnh của mình sẽ không biết. Anh ta nói tạ ơn Chúa, nhưng thật ra anh ta không có bình an với chính mình. Anh ta cần phải nại đến những cái công đức của mình để thấy mình có giá trị trước mặt Thiên Chúa và trước mặt của những người khác. Như thế chúng ta có thể nói, cả tự ti hay tự tôn đều là những biểu hiện tổn thương của cái lòng tin nơi mình. Một người không đủ tự tin thì mới mang cái mặc cảm tự ti. Một người không đủ tự tin thì mới phải phồng lên với cái mặc cảm tự tôn. Cả tự ti hay tự tôn đều là những cái chướng ngại to lớn trong cái hành trình trưởng thành đức tin của chúng ta, nhất là trong cái việc chúng ta có thể tham gia vào những cái sinh hoạt chung của cộng đoàn, của giáo hội. Đời sống đức tin và đời sống cộng đoàn của chúng ta có nhiều trục trặc, có khi chỉ đơn giản vì chúng ta đang mang trong lòng của mình nhiều cái mặc cảm chưa được hòa giải, đang xen giữa cái kiểu tự ti và cái kiểu tự tôn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, nếu mà những gợi ý của con hôm nay có đụng chạm tới ai đó, có lẽ chúng ta nên tạ ơn Chúa. Cảm giác bị đụng chạm, bị nhột hay là bị nhói lên trong lòng mình, thật ra đều có thể là những cái tác động đến từ Thiên Chúa, mời gọi chúng ta thành thực nhìn lại những cái tổn thương và những cái mặc cảm trong lòng mình, can đảm đặt những cái tổn thương và mặc cảm đó ra trước mặt Chúa, để xin Chúa chữa lành, xin ơn hoán cải, để xin Chúa giúp chúng ta trưởng thành từ những cái tổn thương và mặc cảm, để chúng ta có thể có một cái nhìn quân bình hơn về chính mình, để chúng ta biết thật sự trân trọng cái giá trị của mình, để chúng ta có được một cái sự tự tin đúng đắn nơi con người của mình. Con đề nghị chúng ta có thể cầu nguyện thêm với bản văn lời Chúa từ sách Đệ Nhị Luật chương 7, từ câu 6 đến câu 8, với những ý nguyện này. Bây giờ, ông Mô-xê nói với dân Thiên Chúa, thật vậy, anh em là một dân thánh hiến cho Đức Chúa Thiên Chúa của anh em. Đức Chúa Thiên Chúa của anh em đã chọn anh em từ giữa muôn dân trên mặt đất, là một dân thuộc quyền sở hữu của người.
Đức Chúa đã đem lòng yêu mến và tuyển chọn anh em, không phải vì anh em đông hơn mọi dân. Thật ra anh em là dân nhỏ nhất trong các dân. Nhưng vì yêu thương anh em và giữ lời thề hứa với cha ông anh em, mà Đức Chúa đã ra tay uy quyền, đưa anh em ra và giải thoát anh em khỏi nô lệ, khỏi tay Pharao, khỏi vua Ai Cập. Chúng ta biết là sách Đệ Nhị Luật chương 7 nằm trong diễn từ mà ông Môsê dạy cho dân của mình về chính cái phẩm giá của họ. Họ là một dân thuộc về Thiên Chúa, được Thiên Chúa yêu thương, tuyển chọn và thánh hiến. Đây cũng chính là phẩm giá của mỗi người chúng ta. Mỗi người Công giáo, mỗi người Kitô hữu là con cái của Thiên Chúa và mang nơi mình ấn tín của bí tích rửa tội. Chúng ta cũng biết rằng dân Thiên Chúa vốn là một dân tộc có nguồn gốc rất là thấp. Họ khởi đầu từ các tổ phụ là những khách ngoại kiều du mục, không tìm được cho mình cả một cái mảnh đất để dung thân qua nhiều đời. Họ thoát thai là một nhóm dân bị chèn ép, bị bóc lột, phải sống kiếp nô lệ ở bên Ai Cập. Họ bị kìm kẹp giữa những cái thế lực chính trị đầy tham vọng bá quyền. Cho nên có thể nói rằng lịch sử của dân Chúa đã có một khởi đầu rất là thấp, rất là thiệt thòi, đầy khổ đau và đầy tủi nhục. Vậy mà chúng ta thấy đó, chạy suốt dòng lịch sử cho tới hôm nay, những người dân Israel vẫn luôn có thể đứng thẳng và ngẩng đầu để giữ vững cái lòng tự trọng và có một cái nhìn rất là quân bình về chính mình. Quân bình là không hề tự ti mặc cảm về quá khứ của mình. Cho dù cái quá khứ đó có thấp hèn, có đau đớn đến đâu đi nữa, thì đó cũng chính là cái quá khứ mà Thiên Chúa đã dùng để luyện nên cái con người hiện tại của chúng ta lúc này. Bởi vì thật ra đâu ai có quyền lựa chọn cuộc đời mà mình đã sinh ra, cái nơi mà mình sinh ra, cái gia đình mà mình sinh ra, cái hoàn cảnh mà mình lớn lên, hay là những cái khó khăn và cả những cái thất bại mà chúng ta đã phải trải qua. Quân bình cũng là không hề tự tôn về chính cuộc đời của mình đã qua. Bởi vì giống như lời Môsê đã nói với đoàn dân Thiên Chúa, tất cả chỉ vì Thiên Chúa đã đem lòng yêu thương anh em. Nếu chúng ta nhìn dòng đời trôi qua, như thể mọi sự đều là vô tình, ngẫu nhiên và chẳng có một ý nghĩa gì hết, thì chúng ta sẽ rất dễ để rơi vào tình trạng mất quân bình. Chẳng hạn, nếu quá khứ của chúng ta có nhiều cái đau buồn và đổ vỡ, chúng ta rất dễ nhìn lại chỉ theo cái kiểu kể khổ, phóng đại những cái nỗi bất hạnh của mình. Nhưng ngược lại, nếu mà chúng ta là những người có niềm tin vào Thiên Chúa, có lẽ chúng ta sẽ phải học cách để nhìn mọi sự ngang qua cái niềm tin của mình. Nhìn bằng ánh mắt của niềm tin, chẳng có điều gì xảy ra trong cuộc đời của chúng ta là vô lý, vô tình hay ngẫu nhiên hết. Bởi vì chẳng phải chúng ta là những người đã làm nên cuộc đời của mình đâu. Chính Thiên Chúa mới là tác giả của mọi sự xảy đến trong cuộc đời của từng người chúng ta. Cái niềm tin tưởng mà Môsê muốn dạy cho dân của Chúa không dựa vào chính cái quá khứ của họ, không dựa vào chính cái công trạng của họ, nhưng dựa vào chính cái tình yêu mà Thiên Chúa đã dành cho họ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, có thể chúng ta đã từng có một cái quá khứ rất là bần hèn, nhưng mà thật ra chính từ trong quá khứ đó mà Thiên Chúa đã yêu thương và tuyển chọn chúng ta. Có thể chúng ta đã không là gì trước mặt người khác, chẳng có khả năng gì nổi trội so với người khác. Nhưng chính Thiên Chúa đã để mắt đến chúng ta. Chính tình yêu của Thiên Chúa thánh hiến chúng ta và làm cho chúng ta trở nên đặc biệt. Vì yêu mà Thiên Chúa làm cho chúng ta trở nên đặc biệt, chứ không phải ngược lại, vì đặc biệt mà chúng ta được Thiên Chúa yêu. Là người Công giáo từ cái nền tảng đức tin của mình, chúng ta đều được mời gọi để xác tín mãnh liệt rằng mỗi con người đều có một cái giá trị cao vời trước mắt của Thiên Chúa. Vì mỗi con người đều được tạo dựng từ hình ảnh của Thiên Chúa, giống Thiên Chúa, được Thiên Chúa mời gọi để thông dự vào cái sự sống thần linh của Thiên Chúa. Nơi mỗi con người đều có một cái giá trị thánh thiêng, bất khả xâm phạm và bất khả thay thế. Dưới mắt của Thiên Chúa thì mỗi người chúng ta đều có một cái giá trị độc đáo theo một cái cách thế rất là riêng. Chúng ta không hơn kém nhau, nhưng chúng ta khác biệt nhau theo như kế hoạch của Thiên Chúa. Chắc chắn trên thế gian này, chẳng ai đã có một cái cuộc đời giống như cuộc đời của tôi. Và chính tôi cũng vậy,
tôi cũng chẳng thể nào sống cái cuộc đời của một ai đó khác. Có thể tôi không có được cái điều mà nhiều người khác có. Có thể tôi thường để lòng khao khát của mình hướng về những cái gì mà người khác có. Nhưng mà cũng có thể tôi không nhận ra, đó là hình như có rất là nhiều người khác cũng đang sống trong cái tâm trạng giống như tôi. Họ cũng đang mong có được những gì mà tôi đang có. Họ cũng đang khao khát có được cái điều tôi đang có. Do vậy chúng ta mới nói, tự ti hay là tự tôn về mình đều là những lối nhìn lệch lạc. Lệch lạc không chỉ là vì chúng ta không nhìn nhận đúng về cái giá trị riêng của chính mình, nhưng lệch lạc còn là vì chúng ta không nhận ra cái giá trị tình yêu mà Thiên Chúa đặt vào chính mỗi người chúng ta. Dù tôi có là ai, sinh ra ở đâu, lớn lên trong hoàn cảnh nào, thuộc về bất cứ cái dân tộc nào, chỉ cần tôi ý thức được cái cội nguồn của mình đến từ Thiên Chúa, thì tôi hoàn toàn có thể xây dựng cho mình một cái niềm tin mạnh mẽ về cái phẩm giá và giá trị của mình. Thay vì để cho những nỗi sợ hãi và cái mặc cảm kéo ghì mình xuống, thay vì để cho những cái loạn lạc, những cái khó khăn của hoàn cảnh xã hội đẩy chúng ta tới cái chỗ nghi ngờ và xem nhẹ chính mình, hoặc thay vì để cho một cái vài cái công trạng và những cái thành tựu trong đời biến chúng ta thành những kẻ tự tôn, chúng ta cần xin cho mình ơn hoán cải và tin vào tin mừng. Chúng ta có thể dừng lại thật lâu để nghe thật kỹ và suy niệm lại thật kỹ cái lời Chúa trong sách Đệ Nhị Luật. Anh em là một dân thánh hiến cho Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em. Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em đã tuyển chọn anh em từ giữa muôn dân trên mặt đất là một dân thuộc quyền sở hữu của Người. Đức Chúa đã đem lòng yêu mến và tuyển chọn anh em. Xin cho con lại kết thúc bằng một số câu hỏi gợi ý chúng ta có thể dùng trong giờ cầu nguyện hôm nay. Câu hỏi thứ nhất, tôi có phải là người hay so sánh mình với người khác không? Tại sao tôi lại hay so sánh? Tôi thường so sánh về điều gì? Và những so sánh đó thường dẫn tôi đến đâu? Thường mang đến cho tôi những loại tâm trạng nào? Câu hỏi thứ hai, tôi hãy thử quan sát kỹ cuộc đời của những người mà tôi hằng ngưỡng mộ, những người mà tôi thường hay nghĩ ước gì mình được như họ. Tôi quan sát kỹ những cái giá mà họ đã phải trả để có được cái cuộc đời mà họ đang có. Rồi tôi thử tự hỏi mình, nếu cho tôi cơ hội để hoán đổi cái cuộc đời giữa tôi với họ, tôi sống cuộc đời của họ và họ sống cuộc đời của tôi, liệu tôi có chọn hoán đổi không? Thật bình tâm với mình để tôi tự hỏi mình, liệu tôi có thật sự hạnh phúc hơn khi sống cuộc đời giống như cuộc đời của người khác không? Câu hỏi thứ ba, tôi là người thường mang loại mặc cảm nào nơi mình? Mặc cảm tự ti hay mặc cảm tự tôn? Hay có khi là cả hai? Những mặc cảm này ảnh hưởng đến tôi như thế nào trong hành trình sống đức tin của mình? Những mặc cảm này thường mang lại cho tôi những cái khó khăn gì trong hành trình hòa nhập giữa lòng giáo hội? Đâu chính xác là những điểm mặc cảm mà tôi cần cầu xin Chúa chữa lành và ban cho tôi ơn hoán cải? Con kính chúc mọi người có một giờ cầu nguyện và suy niệm tốt, có những thời khắc tâm sự thật đẹp với Chúa. Hẹn gặp lại mọi người vào giờ gợi ý cầu nguyện ngày mai với chủ đề là hoán cải từ bệnh đố kỵ và ganh ghét.